Những ngày qua, các tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện kiểm tra nồng độ cồn của tài xế lái xe tại nhiều điểm chốt chặn trên các tuyến đường thủ đô. Xung quanh việc này, nhiều tài xế truyền tay nhau các cách khử nồng độ cồn. Người thì uống nước chanh tươi, người dùng thuốc giải rượu, có người dùng cả nước súc miệng, kẹo cao su. Thậm chí có cả thông tin là sử dụng thuốc tránh thai để khử nồng độ cồn. Vậy thực hư thông tin này thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Theo tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, chưa có một sản phẩm dược phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Việt Nam là có thể khử nồng độ cồn sau khi uống rượu bia. Về việc người dân truyền tay nhau dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hay là một số loại thuốc nội tiết tố có khả năng chuyển hóa rượu và khử nồng độ cồn trong hơi thở, chuyên gia y tế khẳng định không có bằng chứng khoa học. Thạc sĩ bác sĩ Phan Trí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận định không có mối liên quan giữa chuyển hóa cồn và thành phần của thuốc tránh thai khẩn cấp. Vấn đề này chưa có số liệu khoa học và cũng không có khuyến cáo nào về việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp để giải rượu. Cũng theo bác sĩ Thành, bản chất thuốc tránh thai khẩn cấp là một lượng lớn nội tiết tố progesterone được cấp vào cơ thể. Các thuốc nội tiết tố đường uống sẽ được chuyển hóa qua gan. Khi đã dùng rượu bia, vốn dĩ gan đã phải làm việc rất nhiều để chuyển hóa ethanol thì lại phải gánh thêm công việc chuyển hóa progesterone. Điều này tiềm ẩn nguy cơ khiến gan quá tải. Còn theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường, giám đốc bệnh viện phụ sản cũng khẳng định là rượu khi uống vào gan là cơ quan chuyển hóa, thuốc tránh thai là thuốc nội tiết tố không liên quan gì đến cơ chế chuyển hóa rượu. Đàn ông lạm dụng nhiều thuốc tránh thai, tự bổ sung hormone nữ vào cơ thể thì có thể gây hại cho sức khỏe.